Trước khi về trời, Chúa hứa với chúng con là ta đi, ta sẵn sàng cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Và Chúa hứa với chúng con là Ngài sẽ ban Thánh Linh, và Chúa muốn chúng con bình lòng, chúng con hiểu một ý, chúng con cầu nguyện được kỷ niệm sự giáng lâm của Ngài. Vì Chúa yêu chúng con, Ngài muốn hiện diện ở giữa chúng con. Và đôi khi trong cuộc sống của chúng con không để Ngài hiện diện. Cho nên chúng con, trong cuộc sống của chúng con, có những điều làm cho Ngài buồn, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa Thánh Linh ơi, chỉ cả đến Ngài hướng dẫn của chúng con và mọi lẽ thật của Ngài. Ngài yêu chúng con, dù chúng con có làm thì Ngài buồn, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng con. Thì Chúa muốn chúng con hiệp mộng, vì chúng con là con của Ngài. Chúng con hiệp mộng, chúng con tương giao và chúng con cầu nguyện. Xin Chúa ở cùng chúng con, là hội thánh của Ngài ở đây. Xin Chúa cho công việc Ngài phát triển ở tại vùng mạnh của bữa này. Chúa ơi, xin Chúa Ngài đến và làm, cứu lấy đồng bào chúng con, Chúa ơi. Xin cho Chúa mỗi chúng con nhận Thánh Linh của Chúa để chúng con ra đi giống như các môn đồ, làm chứng về Chúa cho những người hư mất. Xin cho Chúa Ngài thêm sức cho con, ban quyền năng cho